Alo. Chị ơi, xíu nữa 12 giờ em qua nằm ngủ đúng không chị? Qua bên Hoàng Diệu á. Được em, được em. Dạ rồi. À, da nó bị mẩn nữa thôi, nó không bị chi đâu, bị sưng á, da mày đây á. Xong nghiện gớm mình sợ. Ở Hán là trà sữa đó.
Bên trà sữa. Hồi xưa là làm bên trà sữa Ông Thọ đó. À, trừ thì cũng là kiểu mở trà sữa, mà trà sữa đi chợ bờ đó, mùa hoàng vàng cũng nhiều như nhường những liền thương hiệu, nói chung cũng được. Ok, hồi xưa là có hai người là chung vô đó, xưa Ông Thọ là hắn với lại một người nữa, hiểu không? Là sau đó rằng là ra riêng rồi mỗi người một cái lên lấy, nó là do cái chỗ nó quân đội nên là thành ra là họ kiểu họ lấy lại mặt bằng á, thu thu lại, cái thành ra là họ đợt nó bị cháy nữa. Ừ, tội sự. Quán trà sữa này. Ừ, Hey. trà sữa Ông Thọ đó đợt nó cháy, cái thành là tội sự. Giống thò đó còn to hơn nhà lắm đúng này. Như là Mà ở đường là hay giờ trừ hắn là không Ông Thọ nữa, hắn là chuyển qua cái khác rồi, còn vẫn để cho cái ông kia là xuống như này lại mày rồi đó, nhiều quá hay không. Hiếu nó nhiều dễ thương. Chị làm giá là đi cũng lâu lắm rồi đó. Cái hồi xưa là nhiều lắm. Từ cái thời trong lên lấy trong mà hồi chưa biết gì ha, hồi Hà chưa làm gì. Chỉ làm hồi nói chung là lâu đời đó. Kiểu như không phải là da trắng á, nên là thành ra là thâm lâu lắm. Ngày nay có ai nghỉ không? Ủa Trang nghỉ 2 ngày liên tiếp à? Trang giống bị đau á. Ấy là hồi sáng chị gọi cho hắn, chị tưởng muốn đi làm. Ở nhà ngủ cho đỡ hay răng ấy chứ. Mà không đã. Ủa tao thấy sáng bình thường Trang tới sớm rồi mà Trang chừng chưa tới ta. Do lúc chị đi là lúc 8 giờ 5 á. Ủa bình thường nó sẽ tới trước.